Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh channel Boring Me của mình. Thì mình là Huy, các bạn có thể gọi mình là Jin nếu muốn. Hiện tại mình đang sinh sống, học tập và làm việc tại Canada. Thì mình muốn làm vlog để chia sẻ những trải nghiệm, những kinh nghiệm về học tập, sinh sống và làm việc tại Canada từ chính bản thân của mình. Cho nên video đầu tiên hôm nay của mình sẽ là... À đúng rồi Huy, lần trước anh bảo mày đăng ký có, mày đăng ký chưa? Em chưa. Tại sao đăng ký có mà? Mày không thích tiền à? Đi co-op có tiền hả anh? Nhá, không những thế nhá. Này, khi có kinh nghiệm rồi nhá, sau khi tốt nghiệp ra trường nhá, có cơ hội tìm làm full time cao hơn nhá. Mà có cơ hội tìm việc làm full time cao hơn, tức nghĩa là có cơ hội định cư nhá. Mày có thích ở lại Canada không? Thì như các bạn đã biết á, là mùa hè sắp đến bên đây rồi, thì các bạn học sinh cũng là mùa các bạn học sinh sắp tới sẽ là tìm co-op. Thì các bạn hay nghe người ta nói co-op đi đôi với ngành của người ta là, thì đó là gì? Thì các bạn hãy hiểu đại khái á, là co-op là một cái chương trình thực tập có lương mà không phải là ngành nào cũng có, tùy ngành mới có. Thì cái định nghĩa về nó mình sẽ nói rõ hơn một video khác. Thì cái video này mình các bạn chỉ hiểu chung chung là nó là thực tập có lương, và trong quá trình học hoặc là sau khi học nó là tùy mỗi ngành sẽ quy định khác nhau. Có ngành thì thực tập có lương vào mùa hè và mùa đông này kia, và đó là như vậy thôi. Thì video này mình sẽ nói rõ hơn về những cơ mặt có lợi về cái chương trình thực tập có lương co-op này. Cái thứ nhất đó là việc có lương khi mà đi thực tập co-op, thì dĩ nhiên cái mức lương á nó sẽ tùy vào từng công ty và từng vị trí khác nhau. Các bạn apply vị trí cao thấp thì có mức lương khác nhau và tùy công ty trả nữa. Nhưng mà mình nên nghĩ các bạn nên expect là lương các bạn sẽ là mức lương tối thiểu của tỉnh bang đó. Ví dụ mình đang ở sống Ontario thì mức lương tối thiểu sẽ là 14 đô một giờ trước thuế. Bởi vì các bạn đang là sinh viên cho nên người ta thường chỉ trả mức minimum wage thôi. Cho nên mức lương tối thiểu thôi, các bạn đừng có mong đợi cao quá. Bởi vì cái cốt lõi mà bạn phải được học được gì từ cái chỗ làm đó và bạn đã kinh nghiệm đúng ngành như thế nào thì mức lương không quan trọng lắm ở giai đoạn này. Và các bạn sẽ thường sẽ là theo như mình hỏi ở trường mình đó, là trường Fanshawe College đó, thì nó sẽ khoảng từ 360 tiếng trong vòng 12 tuần và trung bình là 30 tiếng một tuần. Thì các bạn sẽ rất là full time, thì các bạn sẽ vừa làm vừa có tiền mà vừa có kinh nghiệm nữa, thì các bạn sẽ có thể chi trả cuộc sống của các bạn cũng như một phần học phí của bạn sau này. Ok, thì đó là cái phần thứ nhất về mức lương khi mà các bạn đi co-op. Thì đó là, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với mặt bằng lời thứ hai về việc bạn đi phỏng vấn và làm đẹp cho cái resume của bạn. Thì khi mà bạn đi apply cho cái vị trí của thực tập có lương á, nếu là thực tập nhưng mà có lương nha, thì các bạn sẽ có một vài cuộc interview, thì các bạn lúc đó sẽ biết được cái quá trình interview và cái công việc thực tế đúng ngành của bạn là như thế nào. Và các bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và ổn định tâm lý hơn khi mà cho những lần interview sau. Thì lúc đó bạn sẽ trả lời trơn tru hơn, mạch lạc hơn, có hệ thống hơn và nhiều ý hơn nữa. Và làm đẹp cho resume của bạn là sao? Thì các bạn được nhận rồi á, thì quá trình làm việc các bạn sẽ sau này các bạn sẽ ghi vào cái resume của bạn, cái đơn xin việc của bạn á, là bạn đã từng thực tập công ty đó, từng làm vị trí đó, từng làm những gì. Thì dĩ nhiên cái kinh nghiệm mà bạn có được khi mà bạn làm đúng ngành á thì nó sẽ đẹp hơn và tốt hơn những kinh nghiệm mà bạn đã có trước đó cho những cái ngành mà mình gọi là survival job á, là những ngành như là chạy bàn, bưng phở hoặc là làm nail này nọ. Dĩ nhiên mình không nói là xấu, nhưng mà dĩ nhiên cái kinh nghiệm làm việc đúng ngành của bạn học ra thì sẽ cứ tốt hơn, sẽ tốt hơn kinh nghiệm những cái job đó, đúng không? Thì ngoài ra bạn khi bạn làm tốt á, bạn show up được cái khả năng của bạn làm tốt về quá trình làm việc á, thì các bạn sẽ có thể xin được cái reference, cái giới thiệu, cái thông tin giới thiệu từ cái người chủ của bạn lúc đó, thì nó sẽ rất là đẹp cho cái resume của bạn về sau này. Và ngoài ra khi bạn thân hơn với chủ của bạn, nếu như bạn thân hơn với chủ thì bạn có thể nhờ chủ của bạn góp ý về cái resume hiện tại của bạn, người ta thích cái nào và người ta không thích cái nào, để các bạn bỏ ra để làm cho cái resume của bạn chuyên nghiệp hơn. Và mặt hàng thứ ba đó là kinh nghiệm cọ sát thực tế. Dĩ nhiên khi các bạn đi làm thực tế rồi á,
thì các bạn sẽ thứ nhất được training kỹ hơn. Thì lúc mà được training kỹ hơn á thì các bạn sẽ cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn lên rất là nhiều luôn. Và ngoài ra các bạn sẽ trình độ chuyên môn của bạn, đúng ngành của bạn á, bạn được sẽ được học được rất là nhiều kiến thức thực tế để đi làm với người ta, và cái hiểu biết của bạn sẽ được mở mang rất là nhiều. Ngoài ra thì khi mà các bạn đi làm có thực tập á, như vậy á, thì cái hợp đồng của bạn á nó sẽ rất là rõ ràng, quy định về mặt benefit, về những mặt lợi của bạn, về những quyền lợi của bạn, về mức lương, giờ làm này kia vân vân, rất là rõ ràng luôn. So sánh với việc mà làm những công việc survival job như là bưng phở hay làm nail á, thì thường chủ người Việt hoặc là chủ châu Á nói chung thì họ sẽ bắt bạn làm nhiều hơn. Khi mà bạn chưa làm xong hoặc là hết giờ làm mà người ta vẫn bắt bạn ở lại làm thì ở đây không có. Khi bạn làm rồi á, thì các bạn giờ nào ra việc đấy, bạn người ta muốn bạn làm thêm á, thì người ta sẽ phải trả tiền thêm cho bạn. Và mức lương overtime thì nó sẽ khác với mức lương cơ bản rất là nhiều. Cho nên đó là quyền lợi của các bạn rất là nhiều luôn. Ngoài ra thì các bạn sẽ được gặp những khó khăn thực tế, các bạn sẽ được học, tự hỏi từ những người thành công hơn, được chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn, thì các bạn sẽ áp dụng rất là nhiều sau này khi các bạn ra trường. Thì dĩ nhiên khi các bạn có được kinh nghiệm thực tế này rồi á, thì việc xin co-op, công việc co-op sau này á thì nó rất sẽ dễ hơn nhiều. Bởi vì bạn đã có kinh nghiệm rồi thì sau khi các bạn xin á, thì người ta một á là công ty hiện tại sẽ thuê bạn lại lần nữa cho công việc co-op tiếp theo, hoặc là khi bạn xin một công ty khác thì người ta sẽ liên hệ với công ty này để xem bạn làm tốt không. Và nếu bạn làm tốt á thì người ta sẽ dễ dàng nhận bạn hơn là những người không có kinh nghiệm đúng ngành ngoài kia. Ngoài ra nếu đây là trường hợp của bạn cái kỳ của bạn cuối cùng rồi á, thì các bạn sẽ dễ có được cái việc full time đúng ngành sau khi ra trường hơn, bởi vì bạn từng có kinh nghiệm thực tế rồi. Thì lúc đó người ta sẽ cân nhắc bạn nhiều hơn là những người thiếu kinh nghiệm, đúng không? Và cho nên như vậy đó là quyền lợi rất lớn của các bạn. Cũng giống như mình, mùa hè năm ngoái mình đã làm co-op ở một công ty rồi, thì mùa hè năm nay mình xin rất là dễ, kiểu như không phải là dễ lắm nhưng mà sẽ dễ hơn cái lần đầu, bởi vì mình đã có kinh nghiệm rồi thì người ta sẽ cân nhắc dễ hơn. Rồi ví dụ bạn mình á, năm trước co-op rồi thì đó là kỳ co-op cuối, thì năm nay họ công ty họ mời lại làm luôn, thì bạn này được quyền nhé, được quyền đòi offer của cái công ty đó cao hơn một chút xíu, mức lương cao hơn, cái vị trí cao hơn một chút xíu, thì mình đâu có mất gì đâu. Thì cứ để công ty cứ cân nhắc, và biết gì không, công ty nó chấp nhận luôn cho bạn mình là mức cao hơn và quay lại làm việc, miễn sao bởi vì bạn mình làm tốt. Cho nên nếu bạn có may mắn hoặc là nếu bạn có được co-op job rồi á thì ráng làm tốt để sau này các bạn sẽ xin việc dễ hơn. Đến với phần thuận lợi thứ tư, đó là mối quan hệ. Các bạn cũng biết là mối quan hệ này rất quan trọng, cho nên á, cái việc mà đi co-op thì giúp cho các bạn có rất là nhiều mối quan hệ, đặc biệt là với các chủ bên đây. Ví dụ như khi các bạn đi co-op ở chỗ này thì sau khi quá trình co-op đó thì các bạn phải về lại trường học như bình thường, thì họ có thể cân nhắc cho các bạn, nếu các bạn làm tốt thì họ sẽ cân nhắc cho các bạn đó lại làm là từ full time thành part time trong lúc bạn mới trình học của bạn, và sau này sẽ được làm part time, làm full time trở lại. Nếu các bạn ở những ở khác city với lại cái thành phố với lại cái công ty mà bạn đang làm, thì bạn có thể hỏi chủ rằng là mày có mối quan hệ nào ở chỗ tao đang học hay không, mà mày có thể giới thiệu cho tao làm hay không, hoặc mùa hè năm sau hoặc là kỳ có tiếp theo tao về quay lại làm cho mày tiếp, thì cũng thể như vậy được. Nên mối quan hệ rất quan trọng. Trường hợp của mình đây thì mình từng hỏi cái chủ của mình á, là khi mà tao kết thúc co-op rồi á thì tao về thành phố của tao học, thì mày có thể giới thiệu cho tao chỗ làm cũng cùng vị trí này ở công ty khác không? Họ mới kêu là họ rất là vui vẻ vì vậy mày làm tốt, thì họ có rất nhiều mối quan hệ với những công ty khác, thì họ sẽ hỏi thêm, họ kêu là có thể xem xét và họ sẽ hỏi những người khác cho mình. Lúc đó mà mình đã có mối quan hệ sẵn rồi, mình đã có kinh nghiệm sẵn rồi thì mọi việc rất là dễ. Ngoài ra thì một ví dụ khác cho bạn mình á là nó làm ở công ty đó vào mùa hè và nó được vào lúc mùa thu, khi mà nó vô học lại á thì chủ giữ lại làm luôn, làm part time luôn, và chủ cho nó sẵn giờ làm luôn, có nghĩa là nó muốn làm giờ nào nó làm, khi nào rảnh thì nó cứ lên, dễ vậy đó. Dĩ nhiên mức lương và giờ làm mình phải quy định với chủ nha, chứ không phải lúc nào cũng vậy. Thì mình muốn nói mối quan hệ là có mối quan hệ là có tất cả. Mối quan hệ ở Canada rất là quan trọng. Cho nên các bạn, nếu mà có co-op rồi thì các bạn sẽ mở rộng được mối quan hệ các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn nếu thích á,
thì các bạn hoặc là các bạn bè mà quan tâm á, thì các bạn có thể chia sẻ cho các bạn nó cùng xem, và nếu được thì có thể cho mình một subscribe. Nếu thấy video mình chất lượng, thông tin mình cho là hữu ích, thì các bạn có thể subscribe mình để được đăng ký để nghe những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì chào các bạn và hẹn các bạn ở video tiếp theo.